Mới đây, clip ghi lại tai nạn kinh hoàng xảy ra vào lúc gần 3 giờ sáng ngày 17 tháng 3 tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, khiến người xem kinh hãi. Chiếc siêu xe tiền tỷ Porsche mang biển kiểm soát 30E-36335 do anh NQA sinh năm 1981 trú tại thành phố Cẩm Phả điều khiển chạy từ hướng Hạ Long Cẩm Phả. Khi đến lối rẽ đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông, do không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe đã lao thẳng vào cổng một nhà dân gần đó. Chiếc siêu xe lao thẳng như tên bắn rồi đâm sập vào nhà dân, tạo ra âm thanh kinh hoàng. Sau khi chiếc xe dừng hẳn, nam tài xế mở cửa thoát ra ngoài. Vụ tai nạn đã khiến chiếc xe hư hỏng nặng phần đầu. Ngoài ra, chiếc cổng nhà dân bị sập, các mảnh vỡ từ gạch vương vãi khắp nơi. Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ xe bị thương nhẹ. Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.